Bái kiến đại vương. Bẩm đại vương, thuộc hạ đã nghĩ ra được kế tiêu diệt bọn 5 anh em siêu nhân biến hình. Vậy sao? Hãy nói ta nghe. Thuộc hạ đã điều tra ra được, tên đó đã xuất hiện rồi. Chúng ta có thể lợi dụng tên đó để tiêu diệt bọn siêu nhân. Tốt lắm, rất đúng ý ta. Ta sẽ giao nhiệm vụ lần này cho ngươi. Hãy mau triển khai kế hoạch. Tuân lệnh đại vương. Thầy cũng vừa nhận được thông tin truyền nhân của Gao Bạc đã xuất hiện. Tuy nhiên, Gao Bạc luôn thích chiến đấu đơn độc một mình. Vì vậy, chỉ khi các em gặp nguy hiểm đến tính mạng thì Gao Bạc mới xuất hiện thôi. Ra vậy, nhưng tại sao Gao Bạc lại bảo vệ bọn em à? Đó là lời hứa của gia tộc Gao Bạc. Trước đây, họ đã từng chiến đấu cùng 5 anh em siêu nhân biến hình. Nhưng sau đó, họ lui về phía sau, hoạt động ngầm và lấy biệt danh Gao Bạc. Người đó sẽ chỉ xuất hiện khi 5 anh em siêu nhân Gao gặp nguy hiểm. Ra là vậy sao? Hy vọng là chúng ta có thể sớm gặp được Gao Bạc. Có quái vật tấn công, chúng ta mau đi thôi. Dừng tay lại, bọn quái vật kia. Tiến lên nào các bạn. Siêu nhân biến hình, siêu nhân Gao đỏ. Siêu nhân biến hình, siêu nhân Gao vàng. Siêu nhân biến hình, siêu nhân Gao hồng. Siêu nhân biến hình, siêu nhân Gao xanh. Siêu nhân biến hình, siêu nhân Gao lục. Hay à. Hay à. Hay à. Hay à. Hay à, nguy rồi. Tại sao tự nhiên mình lại bị đau bụng vào lúc này? Nguyễn Thành Nam, nguy hiểm, mau tránh đi. Hả? Cái gì? Gao Bạc? Xin chào 5 anh em siêu nhân. Ra là vậy sao? Thì ra từ lâu cậu đã bí mật bảo vệ bọn mình sao? Hẳn nào đã rất nhiều lần bọn mình gặp nguy hiểm đều có người giúp đỡ. Hóa ra người đó là bạn sao? Đúng vậy, lần này mình thấy Gao lục gặp nguy hiểm nên mình mới xuất hiện. Bọn mình cảm ơn bạn rất nhiều. Này Gao Bạc, chi bằng cậu hãy cùng bọn mình chiến đấu đi. Phải đấy, nếu có thêm bạn vào nhóm thì sức mạnh của chúng ta sẽ tăng lên gấp bội. Đúng vậy, lấy thấy cậu chiến đấu, nội lực của cậu mạnh thật đấy, tương đương với một đại tướng ma. Các cậu quá khen, năng lực của tớ vẫn còn thấp lắm. Nhưng được chiến đấu cùng các bạn, mình thấy rất là vui. Vì vậy, mình quyết định sẽ chiến đấu cùng các bạn. Vậy thì tốt quá rồi. Các bạn ơi, hình như có kẻ đang theo dõi chúng ta đấy. Rất có thể đó là gián điệp của Đại Ma Vương. Mau đuổi theo các bạn ơi, không thể để hắn đem thông tin của chúng ta nói cho Đại Ma Vương, như vậy sẽ bất lợi cho chúng ta. Đứng lại ngay, tên kia, ngươi là ai? Có phải ngươi là gián điệp của Đại Ma Vương phái tới theo dõi chúng ta không? Các bạn ơi, với những tên quái vật thì hỏi nhiều cũng vô ích thôi, để tớ tiêu diệt hắn cho. Hay à. Hắn chạy mất rồi. Không ngờ hắn có thể chạy thoát được. Bản lĩnh của tên này có vẻ không phải là loại tầm thường. Không lẽ hắn là một trong những đại tướng quân đoàn ma binh? Không, tớ không thấy giống. Với lại không hiểu tại sao, tớ có cảm giác hắn không có ác ý với chúng ta. Các bạn ơi, tớ đã điều tra ra hang ổ của tên Đại Ma Vương rồi. Hiện nay hắn ta chưa có thân xác. Vì vậy, đây là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta tiêu diệt tận gốc bọn Đại Ma Vương. Tớ nghĩ chúng ta nên cẩn trọng. Mặc dù Đại Ma Vương chưa có thân xác, nhưng bên cạnh Đại Ma Vương có ngũ đại ma tướng, tên nào cũng rất mạnh, chúng ta không thể chủ quan. Những tên đại tướng quân đoàn ma đều là bại tướng dưới tay các cậu. Giờ có thêm tớ nữa thì bọn chúng không hề đáng ngại. Hơn nữa chúng ta có thể tránh giao chiến với bọn chúng mà tới thẳng chỗ Đại Ma Vương. Khi Đại Ma Vương bị tiêu diệt thì bọn đại tướng ma sẽ như rắn mất đầu, không đánh tự bại thôi. Đúng đấy, tôi thấy Gao Bạc nói rất đúng. Đây là dịp may ngàn năm có một. Nếu chúng ta bỏ qua cơ hội này để cho tên Đại Ma Vương hồi phục được thân xác, thì khả năng tiêu diệt được bọn chúng càng khó khăn hơn rất nhiều. Được, vậy thì quyết định vậy đi. Chúng ta sẽ tổng tấn công, tiêu diệt Đại Ma Vương. Các bạn ơi, đến nơi rồi. Đây chính là hang ổ của Đại Ma Vương. Mọi người hãy cẩn thận đấy nhé. He he he, lũ chuột nhắt đã mắc bẫy rồi. Có chuyện gì thế này? Tại sao lại có mai phục? Sao bọn chúng lại biết chúng ta sẽ đến đây chứ? Các bạn ơi, hãy bình tĩnh. Chúng ta hãy bình tĩnh chiến đấu với bọn chúng. Siêu nhân biến hình. Ủa, tại sao lại không được? Thôi chết, thanh kiếm biến hình của tớ biến mất rồi. Tớ cũng vậy. Tớ cũng thế. Kiếm của tớ cũng mất tiêu rồi. Cả tớ cũng không thấy đâu. Rốt cuộc chuyện này là sao? He he he, lũ siêu nhân ngu ngốc, các ngươi đã mắc bẫy của ta rồi. 5 thanh kiếm biến hình của các ngươi đã ở trong tay ta rồi. Hãy xem ta là ai đây. Hả? Cái gì? Là đại tướng Mai Yêu Tinh. Tại sao ngươi lại biết về Gao Bạc? He he he, hắn đã nhiều lần xuất hiện, cản trở kế hoạch của bọn ta. Nếu không có hắn thì các ngươi đã sớm bị bọn ta tiêu diệt rồi. Nhưng không ngờ hắn lại là cái bẫy để ta dụ các ngươi vào trong. Bắt bọn chúng lại cho ta. Đại tướng Mai Yêu Tinh, có giỏi thì ngươi hãy giết bọn ta đi. Nếu không phải vì các ngươi có ích cho việc phục hồi thân xác của Đại Ma Vương thì ta đã giết chết các ngươi rồi. Các ngươi hãy ngoan ngoãn ở đây chờ chết đi nhé. Các cậu ơi, tính sao bây giờ? Chúng ta hết cách rồi. Dù có trốn thoát nhưng mất đi 5 thanh kiếm biến hình thì chúng ta cũng trở nên vô dụng mà thôi. Không ngờ các cậu lại ngốc nghếch hơn tớ tưởng. Cái gì? Ngươi là ai? Ngươi không phải là gián điệp của Đại Ma Vương phải tới theo dõi bọn ta sao? Không, tớ không phải là gián điệp của Đại Ma Vương. Tớ là Gao Bạc. Là Gao Bạc thật sao? Tại sao cậu biết hắn là giả mạo mà không xuất hiện vạch trần hắn? Lúc đó tớ xuất hiện thì các cậu cũng đâu có phân biệt được ai là thật, ai là giả. Hơn nữa, hắn từng cứu các cậu nên chắc chắn các cậu sẽ tin tưởng hắn hơn tớ rồi. Cậu nói cũng đúng. He he he, cuối cùng thì ngươi cũng đã tới. Ta biết khi mà nhốt bọn chúng ở đây sẽ dụ được ngươi tới đây mà. Đại tướng Mai Yêu Tinh, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể thắng được 6 người bọn ta sao? He he he, 5 tên siêu nhân biến hình đã mất đi thần kiếm biến hình thì cũng trở nên vô dụng mà thôi. Ngược lại, ta có trong tay 5 thần kiếm biến hình, có thể triệu hồi được robot biến hình siêu cấp. Hãy xem đây, triệu hồi robot siêu nhân Gao. Đại tướng Mai Yêu Tinh, ngươi đã mắc phải một sai lầm rất lớn. Có một điều ngươi không biết, thanh thần kiếm mạnh nhất không phải là 5 thanh thần kiếm ngươi đang giữ, mà là thanh thần kiếm bạc. Và điều kiện để có thể sử dụng được thanh thần kiếm bạc đó là phải có đủ 6 người bọn ta hợp lực. Đúng rồi, tớ cũng từng nghe thầy Đoàn nói vậy. Tiến lên nào các bạn ơi. 6 anh em siêu nhân hợp lực. Robo siêu nhân Gao Bạc siêu cấp. Hãy chết đi đại tướng Mai Yêu Tinh. Hay à. Cuối cùng, đại tướng Mai Yêu Tinh đã bị tiêu diệt. Câu hỏi dành cho các bạn khán giả. Thanh thần kiếm số 6 tên là gì? Đáp án A, thần kiếm bạc. Đáp án B, thần kiếm đỏ. Đáp án C, thần kiếm vàng. Đáp án D, thần kiếm xanh. Video của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho bọn mình một like. Đừng quên đăng ký và chia sẻ với bạn bè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.